Đả đảo cộng sản, Trịnh Bá Phương vô tội, Nguyễn Thị Tâm vô tội, cộng sản hèn với giặc ác với dân. Tôi vô cùng xúc động khi nghe những tiếng hô to như tựa đề bài viết của đồng bào tôi khi xuống đường tham dự một phiên tòa vô cùng bất công, man rợ mà tất cả các cơ quan nhân quyền, truyền thông của quốc tế đang lên án và đang lên án rất thường xuyên như Human Rights Watch, Amnesty International, Reporter Sans Frontières, Radio Free Asian, Radio RFI. Mỗi khi tòa án man rợ Việt Cộng xử án một cách rừng rú đối với đồng bào của chính tụi nó, như hiện nay họ đang xử án anh nông dân Trịnh Bá Phương và chị nông dân Nguyễn Thị Tâm. Nực cười thật, điều 4 hiến pháp của chế độ Việt Cộng họ khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Cộng của họ là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tôi nói nó hiếp pháp vì những thằng Đảng Cộng sản đã đặt ra một thứ luật pháp đầy láo xạo, đầy lộn xộn, đầy bất công bởi những thằng Cộng sản Việt mọi rợ man rợ bậc nhất trong cộng đồng thế giới. Nó đã từng khẳng định rằng nó là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân. Rồi nó lộn xộn sửa đổi điều 4 hàng chục lần, bỏ chữ duy nhất trong lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. 500 thằng cộng sản chúng nó tự gọi chúng nó là đại biểu quốc hội. Nhưng sự thật không thằng nào nó đại diện cho dân. Chúng nó là những tên thật sự đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nên chúng ta phải gọi bọn chúng là đảng hội mới chính xác. Những thằng mọi rợ Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng nó nhận bừa chúng nó là đội tiên phong đại diện cho giai cấp nông dân và công nhân từ khi chúng nó cướp chính quyền, gọi là đại diện cho giai cấp vô sản, bần cố nông, nghèo đói nhất. Đến ngày hôm nay, bọn cộng sản bần cố nông này thành những thành phần giàu có nhất, nên chúng nó sửa lại bản hiến pháp gọi chúng nó là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Hiến pháp là luật mẹ, chúng đã hiếp điều 4 giống như nó hiếp mẹ của nó biết bao nhiêu lần. Vì chúng cứ tiếp tục sửa đổi điều 4 này, hiếp tới, hiếp lui. Thành ra tôi gọi hiếp pháp là không sai đâu quý vị. Chẳng có việc toàn dân tôi bầu nó làm đại diện. Tôi đã từng chứng minh 500 thằng nằm trong quốc hội là những thằng đại bịp, chẳng phải đại diện cho dân. Đơn giản, dân số Việt Nam có 95 triệu dân. 5 triệu Đảng Cộng sản Việt Nam thì số đại biểu trong dân phải là thành phần chiếm đa số, nghĩa là phải có 475 ghế dành cho dân và 25 ghế dành Đảng Cộng sản Việt Nam trong quốc hội thì mới đúng là một cuộc bầu cử tự do, dân chủ, công bằng. Còn tất cả 500 tên đại biểu hiện nay, chúng ta phải gọi chúng là những tên cộng sản bịp bợm dân đang nằm trong cái gọi là quốc hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đang hại dân hại nước. Chúng nó đang cướp đất của dân để vơ vét tiền bạc vào túi tham của chúng nó. Chúng đang đàn áp khốc liệt những nông dân yêu nước như anh Trịnh Bá Phương và chị Nguyễn Thị Tâm. Họ rất xứng đáng là những công dân Việt Nam anh hùng, bất khuất đang chiếu sáng đất nước. Trên thế giới, đối với quyền lực của ngành tư pháp, tòa án phải độc, với mọi đảng phải chính trị. Chế độ mọi rợ cộng sản sử dụng những thằng cộng sản làm chánh án như những thằng Nguyễn Hòa Bình và nhóm chủ tọa phiên tòa thẩm phán Hoàng Văn Hạnh cùng các thẩm phán Mai Anh Tài, Nguyễn Xuân Hùng. Những thằng này là những thằng cộng sản mọi rợ vì tất cả chúng là những thằng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng lẽ dĩ nhiên phải đứng về phe Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng. Vậy sự công bằng của tòa án ở đâu? Tôi chẳng thấy anh Trịnh Bá Phương vi phạm bất cứ tội hình sự nào khi anh Phương đã tuyên bố trong phiên tòa ngày 17 tháng 8 năm 2022 và tôi sẽ nhớ mãi. Tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn tình trạng hàng trăm người bị đánh chết trong đồn công an. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng người Việt nào phải rời bỏ quê hương đi làm thuê ở xứ người qua những tổ chức buôn người với vỏ bọc xuất khẩu lao động. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng ruộng đất với bờ sôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng sản cướp đoạt. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng đảng cử,
Dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do và tôi giấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giặc ác với dân. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức bóc lột và tôi chống Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Tôi không có tội với dân với nước. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội, bán nước, hại dân. Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của Đảng Cộng sản đã gây ra đối với dân tộc Việt Nam. Tôi khẳng định anh Phương và chị Nguyễn Thị Tâm là người yêu nước, những nhà bất đồng chính kiến với chế độ Việt Cộng mà chế độ Việt Cộng tuyên truyền dối trá với mọi người rằng không có tù nhân chính trị hay những người bất đồng chính kiến đang bị cầm tù, còn vụ xử chị Nguyễn Thị Tâm và chị Tâm đã nói gì trước phiên tòa hèn hạ ô nhục nhất lịch sử Việt Nam? Tôi chưa có tin tức gì. Đảng Cộng sản Việt Nam xử những người yêu nước này đủ chứng cứ để toàn dân lên án bọn cầm quyền Cộng sản đang phản quốc. Đang viết, tự nhiên tôi nghe tin tức về BOT bẩn đang xảy ra tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Người dân đang than phiền đây là một BOT bẩn, dân trong Nam gọi là dơ. Người dân tức mình đã dùng tiền bẩn để trả cho BOT. Nhân viên ngửi mùi thúi quá chịu không nổi nên phản đối. Dân trả lời rằng bót bẩn thì nặn tiền bẩn là đúng rồi. Tôi chợt nhớ đến vị vua yêu nước khi còn bé. Đó là vị vua tên Duy Tân từng lên tiếng chống lại sự đô hộ của giặc Pháp với câu nói nổi tiếng trong lịch sử Việt. Khi đó, nhà vua còn rất nhỏ tuổi, chắc độ chừng 13, 14 tuổi, đang đi tắm biển ở Quảng Trị. Khi hai tay vua bị dính đầy cát dơ, người hầu cận mang đền nước cho vua rửa tay, vua Duy Tân mới hỏi người hầu cận rằng, vậy, nước dơ thì lấy gì rửa? Vị hầu cận ngẩn tò te, bứt tóc, véo tay, vò đầu, không biết phải trả lời ra sao, vua mới nói tiếp, nước dơ phải lấy máu mà rửa. Chữ nước sau đồng nghĩa với đất nước, quốc gia, và hiện tại với sự cai trị của chế độ man rợ Việt Cộng. Hàng ngàn nhà yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù. Họ đang phải đổ ra mồ hôi, nước mắt, máu. Và cả mạng sống của chính họ để rửa sạch nước dơ đang bị ô nhiễm bởi chủ nghĩa cộng sản tàn ác tàn bạo nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đây được xem như là một đại kiếp nạn mà dân tộc Việt Nam đang bị gánh chịu, phải vượt qua và tôi chắc chắn tôi phải nhìn thấy ngày vượt qua đó.